anh Cụi phải không? Anh Cụi chắc không về nữa đâu. Trăng sáng quá. Nhưng mà Cụi là ai? Ta có quen người đó sao? Đúng là cô hai quên người ta thật rồi. Thôi vậy cũng mừng, cô hai sẽ đỡ đau buồn hơn. Ta đâu có buồn. Nhìn Trăng là ta thấy vui rồi. Cụi là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, phải ở với chú Thím. Do chú Thím không yêu thương, đối xử không tốt nên Cụi có tư tưởng chống đối. Cụi hay giở trò quậy phá làm chú Thím điên đầu. Ăn Cụi kìa, mày dám ăn dùng thịt kho? Sáng á là tao đếm 10 miếng mà bây giờ chỉ còn 9 miếng à. Thím cũng tiếc, thím không cho cháu ăn nè. Cháu đói mới phải ăn vụng đó. Mày ấy nha, suốt ngày chỉ ăn với chơi, có làm gì đâu mà đòi ăn no. Đứng lại cho tao. Đứng lại để thím đánh cháu hay sao? Ôi, cái thằng lâu cá này. Mày càng ngày càng hư. Ngày nào mày không quậy phá là mày ăn không có ngon, ngủ không yên phải không? Thì đúng là ngày con không được ăn ngon, tối con đói bụng ngủ có yên đâu. Mày còn dám trả treo nữa hả? Hôm nay tao phải cho mày một trận, để mày bỏ cái thối láo cá này nè. Cho mày chết à. Làm gì mà nó la hét ôm sòm vậy? Tôi đã kịp đánh nó đâu. Trời ơi, thôi. Ông mà đánh nó một cái, nó chạy khắp làng khóc lóc ầm ĩ. Người ta lại nói mình bắt nạt cháu mồ côi, muối mặt lắm. Kệ nó đi, tối nay cắt cơm xem nó còn sức mà la hét không. Tụi mày đúng là sướng như lợn, ăn ngon hơn cả tao, chỉ ăn với chơi. Tụi nó ăn no cho mập, bán còn kiếm lời. Còn mày ăn no có lợi được gì đâu. Buổi tối mày không làm gì, ăn một củ khoai là đủ rồi. Vậy thì trả lại cho tao một đồng bạc. Dám bỏ đói mình bán lợn, mua bánh ăn no đi, thả thích đi nè. Cụi tinh ranh, thường nghĩ ra nhiều cách để trêu ghẹo tính keo kiệt của chú Thím. Lần này, cụi lại bày trò với một cái đuôi heo. Chú Thím, nhanh lại đây giúp cháu đi. Hả? Có chuyện gì vậy? Ông kêu chú Thím kêu kiệt, cả năm chẳng cuốn kiến gì, nên ông lên bắt một con lợn. Cháu nhanh chân giữ được một cái đuôi đi nè. Nhẹ tay thôi, đứt cái đuôi làm mất luôn con lợn. Bây giờ chú Thím khỏe nên cùng nhau giữ lấy. Cháu đi tìm cái thủ đào đất lên lấy lại con lợn. Chú Định ơi, chú Thím nhẹ tay thôi mà, giờ ngủ để bắt mất con lợn rồi. Mày khóc cái gì? Tao tiếc đứt ruột không khóc nổi đây nè. Trời ơi, mai mà còn giữ được cái đuôi á, tối nay mình đánh chén. Hả? Thím ông nữa, suốt ngày chỉ biết ăn à. Thổ địa ơi, con lợn này chỉ là cảnh cáo. Ông kêu chú Thím phải cúng thêm một con lợn quay. Ai có công chăm đàn lợn phải cùng ăn thì ông mới chứng cho. Ông bắt một con rồi, mắc gì á, tao phải cúng lợn quay cho ông nữa.
Nếu không cúng thì mỗi ngày ông sẽ bắt một con, bắt hết lợn rồi, không chừng ông lại bắt người. Nhà mình có thím là bé tốt nhất đó. Nhà mình còn lợn mẹ và 5 lợn con, ông phải mất 6 ngày để bắt hết. Giờ này mà ông còn tính giùm thổ địa nữa hả? Ông lo quay con lợn gầy nhất đàn cúng ổng đi, ông bắt hết á thì nhà mình ăn cám. Nhà thì nghèo mà lại ăn lợn quay, tôi nuốt không có nổi. Bà nuốt không nổi thì để tôi, phải ăn hết không mai nó thiêu. Mày ngồi đó làm gì? Thổ địa nói những ai có công chăm đàn lợn đều phải ăn để ổng trứng mà thêm. Mày chỉ phá hoại, ăn làm gì cho phí. Thôi cho nó ăn vài miếng đi, chứ mình ăn làm sao hết. Ăn nhanh đi, hết giờ Linh bây giờ á. Là dọn liền. Nhiệm vụ này là của hai chú cháu, mà sao chú toàn bắt cháu làm? Mày dọn nhanh đi, thím mày thấy bẩn á thì khỏi ăn cơm luôn đó. Đã ăn ít làm nhiều mà suốt ngày kiếm cớ cắt cơm. Được bữa đi chợ mà nó vui như đi hội vậy đó. Lát nữa mà dắt bao cám lợn về á, xem có chạy nhảy vui vẻ được không. Nón của tao mà mày úp xuống đất vậy hả? Cần thấy một con chim đẹp lắm, chắc là chim quý nên mới lấy nón úp lại, kẻ nó bay mất. Đâu, cho tao xem. Chim quý chắc bán được nhiều tiền lắm. Giờ cho mày hé ra là nó bay mất đó. Vậy tao cởi áo rồi mày mở nón ra tao chụp liền á. Không được đâu, tay chân chú lóng ngóng, sao mà nhanh bằng con chim bay được. Bây giờ chú giữ cái nón, cháu chạy nhanh về nhà lấy cái tấm lưới ra vây lại thì chắc chắn bắn được con chim quý này. Đi lẹ đi, nhanh lên. Trời ơi, giờ này vẫn chưa thấy nó đâu hết. Ê chim, hót cho đỡ buồn đi. Mày sợ quá hay sao mà im re từ sáng tới giờ vậy? Mày hay đứng trên lưng trâu hay sao mà hôi mùi phân trâu vậy? Mày là chim quý phải đậu cành cao chứ. Ông kia, sao lại ngồi ôm cái nón giữa đường vậy? Tránh ra cho ngựa quan đi. Ngươi đang ôm cái gì đó? Dạ, bẩm quan, tôi ụp được con chim quý, đang chờ người nhà mang lưới ra bắt. Chim quý sao? Ta làm quan lớn nhất vùng này, chim quý phải là của ta. Ngươi tránh ra. Bẩm quan, chim này là con bắt được, sao lại bảo là của quan? Ngươi dám cãi lệnh ta, ngươi chọn con chim hay là mạng của ngươi? Dạ bẩm quan, không phải chim. Tên kia, ngươi to gan lắm, dám lừa ta. Dạ bẩm quan, không phải tại con cũng bị lừa mà quan. Đừng nhiều lời, đánh đâu, đánh nắng 20 gậy cho ta. Càng kiếm càng đánh mạnh cho ta. Sao chú lại đánh cháu? Mày lừa tao ôm phải phân trâu, làm tao bị quan lớn đánh sưng cả mông, tao phải đánh trả mày. Cháu đâu có lừa chú, cháu vừa đói vừa hoa mắt vì chạy ngoài nắng nên nhìn nhà
nhầm thôi mà. Mày nói lao. Cháu nào dám? Sáng nay cháu có được ăn gì đâu. Lại đi ngoài nắng, chú thêm đừng bỏ đói cháu nữa, lỡ lại gây họa cho coi. Mày trời, đau quá. Ông làm gì mà cứ nhấp nhổm không yên vậy? Tôi muốn ngồi lắm mà ngồi không có được đây. Trời ơi. Trời ơi, vợ chồng tôi sắp phát điên như thằng Củi rồi. Tại vợ chồng ông hiền quá thôi. Ông gọi nó đến đây, đời nào nó lừa được tôi. Ông gọi cháu sang đây có việc gì ạ? À? Nhìn mày có vẻ ngoan hiền, mà sao suốt ngày bày trò lừa gạt làm chú thím mày chịu khổ vậy? Hôm nay mày mà lừa được tao thì tao sẽ thưởng cho mày tiền. Cháu nào dám lừa ai? Ông đừng nghe người ta nói bậy. Mày dám nói tao nói bậy hả? Làm nhanh cho tao còn uống rượu tiếp. Chỉ cần mày lừa được tao ra ngoài cổng kia thì ngay lập tức tao thưởng cho mày 5 quan tiền. Có chú mày làm chứng nè. Ông đang ở trong sân, có phòng bị sẵn, thì cháu khó mà lừa ông ra ngoài cổng được. Hay là ông ra ngoài cổng thì cháu mới có cách lừa được ông vào đây. Được, tao không làm khó mày. Lo nghĩ cách lừa tao đi. Cháu lừa được ông ra ngoài cổng rồi đó. Tao đã chuẩn bị xong đâu mà mày đã lừa. Lừa và bị lừa thì làm gì có chuẩn bị. Ông thua rồi, đưa tiền cho cháu đi. Ông giàu nhất vùng này, 5 quan tiền thì có bỏ bên gì. Đây là tiền cho thắng cuộc, chú không được nói thêm lấy của cháu đâu đó nha. Tao biết rồi, mày mau cầm tiền về đi, để tụi tao còn uống rượu tiếp. Chú cháu mày bắt tay lừa tiền tao, về hết đi. Từ nay đừng có nhét mặt sang đây uống rượu nữa. Trăng hôm nay sáng quá, trên đất có ai không nhỉ? Có gì vui không? Biết đâu cha mẹ mình lại ở trên đó. Con xin quan giảm bớt thuế, năm nay mất mùa, quan thu hết tiền, nhà con biết sống sao? Ngươi sống sao thì kệ ngươi, lệnh vua băng xuống phải thu đủ. Dạ, con nghe quan quyền bên xin vua giảm thuế cho người dân mất mùa. Con xin quan mở lòng từ bi. Vậy ngươi bay ruộng sang quyền bên mà cày cấy, lục hết sạch tiền trên người hắn, thiếu đồng nào đến nhà hắn lục tiếp. Dạ. Tuy tinh tranh phá phách nhưng trong Cụi vẫn có phần trượng nghĩa, nên thấy chuyện bất bình thì lại muốn trừng trị kẻ lộng quyền. Kẻ kia làm gì như đó vậy? Bẩm quan, con mang tiền về ra chợ cho cha tẩu trông. Đi ngang qua đây gió thổi, con ngã xuống sông. Con lặn tìm nãy giờ mà chỉ tìm được vài quan tiền, còn về như này. Mày tìm đến ngày mai cũng không thấy, dưới sông có thùng luồng đó, nó nuốt mất rồi. Mày lên ngay để tao tắm. Nè, các người xuống kỳ lưng cho ta. Dạ. Nhớ tìm cho kỹ, tìm thấy đường ngay cho ta. Dạ. Bẩm quan, đây là nhà thằng Cụi dám lấy quần áo của quan dứt xuống sông, cửa ngực của quan thả ngoài đồng, làm quan và tụi con chạy bộ về phủ. Ôi, ngươi không cần nói cái đoạn đó. Ôi, quan lớn và hai anh vẫn còn sống hả? Mày dám chuột ẻo tao chết hả? Dạ bẩm quan, con đều dám. Chiều qua thấy quan và hai anh lính xuống sông tắm lâu quá, con tưởng con thuần lường, mà quan nói đã nuốt chuẩn 3 người rồi. Con sợ quá, ôm quần áo của quan ném xuống sông, để quan xuống dưới đó có cái mà mặc. Sao ngươi dám cưỡi ngựa của ta thả ngoài đồng? Dạ, con tới tìm người cứu quan, mà con nào biết cưỡi ngựa nên bị nó hất té xuống đất, rồi nó chạy mất tiêu. Con ngất luôn, đến tối rồi chạy về nhà,
sợ bị quan sống chết sao nên không dám kinh động đến mọi người. Mày dám lừa tao dưới sông có vàng hả? Quan nói xuống sông tắm, đâu có nói là tìm vàng giùm con. Mụ là mẹ nó mà không quản, để nó ra đường nó càng phải bậy. Bậy đâu? Đánh cho mụ ta 10 gậy để nhớ mà dạy con. Dạ. Dạ bẩm quan, con có biết gì đâu. Trời ơi, cái mông của tôi. Cũng bởi thằng cháu quý quá của ông á, nó còn gây quả gì cho cái nhà này nữa đây. Cái thằng này, phải cho nó một bài học để bỏ cái tụng nói láo. Đúng rồi. Vô thêm định đưa cháu đi đâu vậy? Mày suốt ngày chỉ gây quả, nuôi mày á, chắc có ngày vợ chồng tao bị quan tống vào ngục à. Đúng là nuôi ông tay áo. Vợ chồng tao đưa mày ra bờ sông, đợi nước sông lên đẩy mày đi đâu thì đi. Cha mẹ cháu mất sớm, giờ chỉ còn chú Thêm để nương tựa. Chú Thêm đỡ lúc nào? Mày đừng có ra vẻ đáng thương, tụi tao không có bị lừa nữa đâu. Có ai không? Cứu tôi với! Có phải lão thầy bói mù không? Ai đó? À, tôi là thằng Câm Đàn Bên. Ông đi đâu đêm hôm thế này? Tôi mù thì ngày đêm có khác gì? Ờ, sao thằng Câm lại nói? Con sông này thiêng lắm, vào đêm rằm, ai bị bệnh cứ chui vào rọ, chờ nước lên cuốn ra giữa sông tắm trăng là khỏi bệnh. Tôi mới khỏi đây. À, vậy chữa được mù không? Được chứ sao không? Ông nhanh mở rọ giùm tôi, tôi cho ông vào rọ chữa sáng mắt, kẹo hết đêm rằm. Thầy bói mà cũng tin là ba xài ba lắp của tôi sao? Bỏ rọ rồi xong thì chỉ có chết thôi. Chú Thêm muốn vứt bỏ mình thì mình nên đi thôi. Chắc thằng Cụi sợ chết khiếp rồi. Mình bỏ rọ như vậy á, nước không có đến được. Lần này về nó mà ngoan ngoãn ha, tôi cho nó ra trường làng học hành đàng hoàng à nha. Thì ra chú Thím chỉ định hù dọa cho Cụi sợ, nhưng Cụi tủi thân đã bỏ đi thật. Ông có thấy thằng bé bị nhốt trong rọ này không? Nó lừa tôi cởi rọ cho nó chạy mất, tôi tức không đi nổi đây. Lão thầy bối mù nổi tiếng ở làng bên mà cũng bị nó lừa nữa sao? Nó là thằng của gian danh nói láo dùng này sao? Tôi qua nghe giọng tôi đã nghi rồi. Giờ thì tôi sáng mắt thật rồi. Không biết giờ này nó đi đâu nữa. Nó lừa được cả thiên hạ thì chắc không có chết đói đâu. Nó đi chán á lại tìm về thôi. Ông nhớ cầm cái rọ về để nhốt lợn nghe. Ngày rời nhà chú Thím, Cụi đi khắp nơi, làm đủ mọi việc sống qua ngày. Thời gian trôi, Cụi dần lớn lên, trở thành một chàng trai chăm chỉ, hiền lành. Hằng ngày, Cụi vào rừng trốn củi mang ra chợ bán, tối về ở trong căn nhà nhỏ ven rừng.
Tao chỉ lấy củi, không làm hại con vật nào. Mày muốn giết tao nên tao phải đánh trả thôi. Xin lỗi nha. Sau khi giao chiến và đánh thắng cọp dữ, Cụi ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây thì vô tình chứng kiến cảnh tượng bất ngờ. Ngươi vẫn còn sống sao? Thật thần kỳ. Nhưng giờ mình mà xuống, có khi mẹ con nhà hổ còn đang trốn ở đâu đó cũng nên. Từ từ rồi xuống cho chắc ăn. Trời ơi, mình cũng quên mất. Cây này thật kỳ lạ. Nó có thể cứu con vật đã chết sống lại khỏe mạnh. Mình phải đem nó về làm thuốc cứu người mới được. Nhờ đụng độ với con hổ mà mình tìm được cây quý. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Ông ơi, ông bị làm sao vậy? Chẳng còn chút hơi nào. Chẳng lẽ ông ấy chết rồi sao? Cậu là ai? Làm sao mà cậu cứu được ta? Dạ, con là Cụi. Con cho ông ăn lá cây này nè. Đây là cây thuốc quý trên trời gửi xuống để con cứu người. Nhưng mà con phải nhớ, tưới nước sạch cho cây, đừng tưới nước bẩn, cây bay về trời. Hàng ngày Cụi vào rừng kiếm củi và lấy nước suối về tưới cho cây quý. Dạ, xin hỏi nhà mình có chuyện gì vậy? Đứa trẻ nhà chúng tôi bệnh nặng. Chúng tôi đưa nó đến ông làng, mà giờ hết sạch tiền mua thuốc. Ông làng nói đưa nó về nhà chợ chết thôi. Nhà chẳng còn gì để bán nữa. Con ơi, con đừng bỏ mẹ cha con ơi. Con ơi. Mọi người ở đây chờ tôi nha. Có lẽ tôi sẽ giúp được. Chị hãy nhai nát lá này mớm cho cháu. Cho cháu uống thêm miếng nước cho dễ nuốt. Sao cha mẹ lại khóc vậy? Con tôi sống rồi. Con tôi đã sống lại rồi. Thần y, cảm ơn người đã cứu con trai chúng tôi. Chúng tôi biết lấy gì tạ ơn người đây. Không sao, tôi cứu người. Dạ, đó là anh Cụi. Người có cây thuốc quý có thể cứu người mới chết sống lại. Người bệnh nặng khỏe mạnh. Thật sao? Bán lá thuốc cứu người như vậy, chắc hẳn anh ta giàu lắm. Anh Cụi chẳng lấy tiền của ai bao giờ.
đó, nhà anh Cụi chỉ là căn nhà tranh vách đất ở cuối vườn kia thôi. Thật là người tốt hiếm thấy. Đó là cô Hai nhà Phú Ông, nhà người ta lắm tiền nhiều của, anh đừng có mơ tưởng. Tôi nghèo hèn, nào dám mơ tưởng hảo quyền. Cô nương sao lại chặn đường ta? Dạ anh Cụi. Anh Cụi ơi, xin anh hãy cứu cô Hai của nhà tôi đi anh Cụi. Lan Y dùng này rất giỏi, Phú Ông cần người cứu thì đi tìm Lan Y, sao lại tin kẻ hèn như tôi chứ? Dạ, chỉ có anh mới cứu được cô Hai của tôi thôi. Cô Hai đi chơi sảy chân té xuống sông, mọi người vớt lên thì đã ngưng thở rồi. Sống lại rồi. Cậu đúng là thần y, là ân nhân của nhà tôi. Cậu muốn gì chúng tôi sẽ đáp ứng. Dạ xin ông đừng quỳ như vậy, tôi chỉ làm việc cần làm thôi. Cha ơi, anh Cụi trước giờ cứu người không cần trả công, cha đừng nói chuyện tiền bạc, người ta phật lòng đó. Dạ tôi may mắn được trời cho cây thuốc quý cứu người, xin ông đừng áy náy. Cô Hai khỏe mạnh lại là tôi vui rồi. Con gái ta nợ cậu một mạng, ta xin gả con gái của mình cho cậu để đền ơn cứu người. Tôi nào dám. Tôi chỉ là anh tiều phu nghèo, con gái ông sao có thể chịu khổ được. Con gái xin nghe lời cha mẹ. Con gái ta không sợ khổ thì cậu sợ gì? Cậu là người tốt bụng, chẳng tham lam, lại trọng tình nghĩa. Có con rể quý như vậy, ta rất vui lòng. Vậy con xin nghe lời cha sắp đặt. Nhà ta chỉ có vậy thôi, nàng đừng chê cười. Ta đã quyết gả cho chàng thì đối khổ gì cũng chịu. Cảm ơn nàng, ta sẽ chăm chỉ làm việc để nàng đỡ cực. Chàng chờ ta một lát. Giờ ta đã là vợ chàng chứ không còn là cô Hai nhà Phú Ông nữa. Của hồi môn cha mẹ cho ta, ta sẽ trồng thêm rau, nuôi thêm gà để cùng phụ chàng. Đây là cây thuốc quý trời ban cho ta cứu người. Nàng nhớ, chỉ tưới cây bằng nước suối ta mang về. Nếu tưới nước bẩn, cây sẽ bay về trời. Chàng thật tốt bụng, ta sẽ chăm sóc cây thật tốt để chàng giúp thêm được nhiều người. Mày có phải là Cụi không? Tôi là Cụi. Mày có lá thuốc có thể cứu người chết sống lại đúng không? Vậy hãy mau giao lá thuốc ra đây, để tao cứu đại ca của tao. Hả? Đại ca của anh làm sao mà chết? Tụi tao là băng cướp, ai ai cũng biết sợ. Đại ca tao bị quân lính của quan quay bắt đánh chết. Mày phải cứu đại ca của tao, tao sẽ trả công hậu hĩnh. Tôi cứu người không cần trả công, nhưng tôi không dám cứu đại ca ông đâu. Quan lớn biết được sẽ bắt tội tôi mất. Thằng này chán sống rồi. Ừ, đánh nó trận coi nó tự cứu mình được không. Lá thuốc phải vào tận rừng sau mới hái được, nhưng quan lớn đã đánh chết thì tôi không dám cứu đâu. Ê tụi mày, lính quan đi tuần sắp qua đây, chạy lẹ thôi, đại ca tận số rồi. Ê.
Tứ bọn cướp đã rời đi, nhưng Cụi không ngờ bọn chúng nuôi hận và quay trở lại trả thù. Nó đi rồi, vô phá nhà, giết chết vợ nó, xem thuốc tiên của nó có cứu nổi không. Vợ ơi, nàng đừng chết mà. Vợ ơi. Nàng ấy đập đầu vô đá vỡ đầu, mất não rồi không sống được nữa. Còn nước còn tát, mình sẽ đặt một bộ não cho nàng ấy ăn thêm lá thuốc quý. Ông trời ơi, xin người thương vợ con mà cho nàng sống lại. Nàng làm gì mà giái lại ly lịa vậy? Nàng đã sống lại rồi. Nàng đã sống lại rồi. Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất. Chàng ơi, nhà chúng ta bị trộm rồi. Trộm gì? Nhà mình có gì quý đâu. Chàng ra giường mà xem, giường rau bị trộm cắt sạch rồi. Nàng lại quên, hôm qua ta và nàng cắt hết rau mang ra chợ bán rồi. Đầu óc ta dạo này hay quên thiệt. Thôi, để ta đi dọn cơm cho chàng ăn nha. Nhà mình mới ăn cơm xong mà. Vậy thôi, ta đi ngủ cho lành. Dạo này ít ngủ quá nên hay quên. Từ ngày ta lấy đất sét làm não, nàng ấy cứ lúc nhớ lúc quên. Tội nàng ấy quá, vì ta mà chịu khổ. Cũng vì đầu óc lúc nhớ lúc quên nên vợ Cụi quen bén lời chồng dặn. Đi đâu mà giờ này chưa chịu về. Cây quý chỉ được tưới nước suối sạch mát. Cái cây này héo rồi, mình phải tưới nước cho nó xanh tươi. Tưới nước dơ sẽ tróc gốc bay về trời. Có chuyện gì vậy? Cái cây này có ma rồi chàng ơi. Ta mới đưa nước giặt quần áo cho nó thì nó đòi bỏ trốn. Vợ ơi là vợ, nàng quên lời ta dặn rồi sao? Nhanh cứu ta, phải giữ cây quý để còn cứu người nữa. Cụi đi rồi, phú ông thương con nên đón về nhà chăm sóc. Từ đó, vào những đêm trăng nhìn lên bầu trời, chúng ta vẫn thấy chú Cụi ngồi dưới gốc cây thuốc quý, nhìn về trái đất giữa dần trăng tròn dành dành. Ngày xưa, có gia đình họ Thạch hiếm muộn, làm nhiều việc ơn động đến lòng trời. Ngọc Hoàng sai thái tử xuống trần đầu thai vào nhà ông bà Thạch, sinh ra được người con trai tuấn tú. Bà Thạch đặt tên là Thạch Sâm. Tội nghiệp,
mồ côi cha mẹ từ nhỏ mà chăm chỉ. Tháo giác, cậu sẽ tìm được người vợ ngoan hiền. Dạ. Thạch Sanh ơi, Thạch Sanh! Thạch Sanh ơi, Thạch Sanh! Anh Lý Thông tìm em có việc gì? Từ lâu anh đã rất quý em. Nhà anh chỉ có mình anh cô độc. Này đến đây xin được kết nghĩa huynh đệ. Được, vậy chúng ta cùng kết nghĩa huynh đệ. Anh may mắn còn có mẹ. Em về cùng với anh chăm sóc mẹ. Chúng ta thành một gia đình. Yến là anh em một nhà, nhưng thực chất mẹ con nhà Lý Thông chỉ muốn lợi dụng sức lao động của Thạch Sanh. Dẫu vậy, Thạch Sanh vẫn luôn coi mẹ con Lý Thông là người thân của mình. Lý Thông, mau nhận chỉ. Năm nay đến lượt con sao? Mẹ ơi, con không muốn chết. Sao triều đình không giết chết con trăng ấy đi mà hàng năm phải cống nạp thanh niên chứ? Mẹ không muốn con mẹ chết. Chẳng phải nhà mình cũng có một thanh niên khác để thay thế hay sao? Em trai, anh có chuyện muốn nhờ em. Anh cứ nói, chúng ta là anh em một nhà, còn gì mà anh phải ngại? Đêm nay đến lượt anh gác miếu cổ, mà bận đang trong chừng mẻ rượu, anh nhờ em đi thay có được không? Dạ được. Tội cho anh dạy dột, Thạch Sanh ơi. Em đã giết chết Trăng Tinh rồi sao? Con trăng này hung dữ quá, nó định nuốt sống em, nên em phải giết nó trừ họa cho dân. Nhưng nó lại là con vật quý của nhà vua, giết nó là lãnh tội khi quân. Vậy giờ em phải làm sao? Đêm qua là phiên gác của anh, nên không ai biết em đến đó. Để anh đi chịu tội với nhà vua. Nhưng anh... Thạch Sanh Đệ, Lý Thông Huynh, anh đến đây có chuyện gì không? Công chúa Quỳnh Nga đã bị con đại bàng bắt cóc đi rồi. Em có cách nào cứu công chúa không? Tưởng chuyện gì, chuyện này em làm được. Thạch Sanh Đệ, ta nhớ đệ quá. Vừa thoát chết, ta đang tính đi tìm đệ đây. Lúc này đệ sống làm sao? Đệ quay lại liều cũ, đốn củi đổi gạo sinh sống bình an.
đệ vẫn lo cho huynh. Sao huynh được nhà vua tha tội giết Trăng Tinh? Nhà vua tha tội chết với điều kiện lập công chuộc tội. Là sao? Công chúa Quỳnh Nga, người con duy nhất của đức vua, đã bị con đại bàng khổng lồ bắt cóc đi. Nhà vua yêu cầu ta phải cứu được công chúa về mới khỏi tội chết. Em có cách nào cứu công chúa không? Đại bàng khổng lồ, nó vừa bay qua đây nè. Em nghĩ cách cứu công chúa, anh em ta lập công chuộc tội với nhà vua hen. Dạ được, đệ đã bắn tên trúng một cánh đại bàng. Giờ chúng ta đi theo vết máu, có thể tìm thấy nơi đại bàng giấu công chúa. Tốt quá, tốt quá, chúng ta đi ngay thôi. Với bản tính chính trực, Thạch Sanh lại tiếp tục tin lời Lý Thông đi giải cứu công chúa, mà không chút hoài nghi về lời nói của người anh kết nghĩa gian trá. Để xuống dụ con đại bàng ấy lên đây đi. Huynh ở trên này mai phục chờ bắt nó. Được, huynh cứ để đệ xuống. Hãy mau thả dây cho em ta xuống cứu công chúa. Dạ. Chú có sao không? Thiếp được chàng cứu thì chàng đã là phu quân của thiếp rồi. Thạch Sơn, mau đưa công chúa lên, chúng ta đang đợi. Thạch Sơn, Thạch Sơn còn ở dưới đó, mau mở cửa hang cho Thạch Sơn. Tráng sĩ, cứu ta với. Tráng sĩ, cứu ta với. Ta là thái tử ở thiên cung, bị đại bàng bắt giữ đã lâu. Ta cảm ơn, đã thắng đại bàng, sao tráng sĩ buồn rầu vậy? Miệng hang bị lấp rồi, giờ không có lối ra. Đừng lo, chúng ta đi tìm nguồn nước. Ta có thể rẽ nước thành đường để thoát khỏi nơi đây. Đồ đốc khá lắm, thật là một anh hùng kiệt xuất hiếm có. Dạ, tạ ơn bệ hạ. Như đã hứa, ta sẽ gả Quỳnh Nga cho đô đốc Lý Thông. Không, thưa cha, không phải. Người cứu con là Thạch Sanh. Là sao? Quân lính đâu? Ra đây cho ta hỏi. Xin thưa, người kéo công chúa ra khỏi hang chính là đô đốc Lý Thông. Vậy là sao? Còn Thạch Sanh là ai?
Dạ thưa bệ hạ, vì thần không rành địa hình ở đó nên có một người dân địa phương tên là Thạch Sanh tình nguyện dẫn đường. Trong lúc thần đánh nhau với quái thú, người ấy cũng có giúp đỡ nên đã hy sinh rồi thưa bệ hạ. Con ơi, con sao vậy? Mau chuyện thái y. Sao lại thế được? Con gái, có gì uất ức con cứ nói cha nghe. Tâu bệ hạ, công chúa vừa bị bắt cóc trở về, chấn động tâm lý, đau thương tột độ nên tạm thời không thể nói được. Cần cho công chúa không gian tĩnh tại, vui vẻ thì may ra có thể lành bệnh. Bẩm bệ hạ, còn chuyện hôn sự của thần với công chúa, ta phải quản lại cho đến khi công chúa khỏi bệnh hẳn. Cho truyền các đoạn hát vào cung, ai làm cho công chúa cười nói trở lại sẽ được trọng thưởng. Thạch Sanh, thiếp xin lỗi vì đã không bảo vệ được chàng. Thạch Sanh con, thấy con sống mạnh khỏe, ta mừng quá. Lý Thông Huynh và công chúa có khỏe không? Hôm cứu công chúa ở hang Đại Bàng, sao con chưa kịp lên thì miệng hang đã bị lấp? Hôm ấy đá lỡ lấp miệng hang, huynh con đã làm mọi cách nhưng không thể cứu con, còn phải đưa công chúa về hoàng cung. Con đừng có trách nó. Nó đã cho người dò la về con khắp nơi. Vừa biết con thoát nạn trở về là nó nhờ mẹ đến thăm và mang quà cho con. Biết huynh ấy và công chúa an toàn là con mừng rồi. Con không cần quà đâu. Con cứ nhận đi. Đó là tình nghĩa huynh đệ bấy lâu. Con đã vì nó vào sinh ra tử mấy phen rồi. Quả nhiên là tan vật ở đây. Bắt lấy hắn, giả mang các báu vật của phủ đô đốc. Ta không ăn cắp. Những thứ này có người cho ta, các người muốn lấy lại thì mang đi, ta không ăn cắp. Đô đốc lệnh, mau bắt hắn về tra xét. Lý Thông Huynh, đệ bị quan, đệ không ăn cắp. Người có công nhận ta là người giết Trăng Tinh cứu dân, giết Đại Bàng cứu công chúa, và sẽ làm phò mã không? Sao có thể? Đó là những việc đệ đã làm mà. Vậy để đệ sống ta không yên tâm được. Ta phải nói chuyện này với công chúa, không thể để công chúa lấy người như huynh. Nhìn lại mình đi, một kẻ mang tội danh ăn cắp thì có thể gặp được công chúa sao? Đàn kêu tích tịch tình tan, ai mang công chúa dưới hàng. Mau mọi người đàn hát kia vào đây cho ta. Dạ. Thì ra Khanh là người đã giết Trăng Tinh cứu dân, giết Đại Bàng cứu công chúa. Người đâu, để Lý Thông vào đây cho ta, ta sẽ xử tử hắn. Vậy mà nhà ngươi giờ hết công còn vu oan cho Thạch Sanh ăn cắp. Dạ tâu bệ hạ, xin tha tội chết. Con ơi, một ngày ở cùng nhau cũng là tình nghĩa gia đình. Mẹ xin con tha thứ cho anh con, hãy xử tội mẹ đi con. Thưa đức vua, mẹ con Lý Thông tuy có tội nhưng thần không muốn lấy quán báo quán. Xin người hãy tha tội chết, cho mẹ con hắn về quê sinh sống, cấm đến hoàng cung. Được, để lời Khanh, ta tha cho Lý Thông. Người đâu, truyền lệnh tước chức quan cho Lý Thông về quê. Tạ ơn bệ hạ và công chúa, cảm ơn Thạch Sanh. Thưa cha,
Còn chuyện người hứa gả con cho ai có thể cứu con khỏi móng vuốt của đại bàng thì... Con đó, nhớ thương thạch sanh đến á khẩu làm trẫm lo lắng. Bây giờ các con đoàn tụ rồi, ta đâu nỡ ngăn chia. Thưa quan thượng, Lý Thông được tha, mới đi tới sân rồng đã bị sét đánh chết rồi. Người ăn ở gian ác, trời không dung, đất không tha. Vua nước Nam còn thương ta, không gả công chúa Quỳnh Nga cho ta, mà đi gả cho kẻ đốn củi không cha không mẹ. Tâu bệ hạ, quân lính 18 nước chư hầu đang kéo đến rất đông ngoài cổng thành ạ. Bọn chúng không lấy được công chúa nên đã muốn gây hấn từ lâu. Nay nghe công chúa lấy thạch sanh nên kéo quân đến xâm lăng đây mà. Xin vua cha chớ lo, hãy để con lo liệu. Thưa các vị, khách đến nhà chỉ ít chúng tôi cũng đãi bữa cơm. Giờ đây có một thách đấu. Rồi. Tôi mời các vị ăn cơm. Nếu ăn hết niêu cơm này thì tôi thua. Bằng không các vị phải trở về vô điều kiện. Nhờ có hai báu vật thái tử ở thủy cung trả ơn, thạch sanh đã đánh đuổi được quân lính 18 nước chư hầu, lần nữa lập công với nhà vua. Sau đó thạch sanh được cưới công chúa và truyền ngôi báu, nước Nam được cảnh thái bình no ấm.